quay trở lại không? Có à, nhưng mà ông đã đuổi về rồi thì bảo là sang đây cùng ba ông cháu, nhưng mà ông đã đuổi đi về nhà rồi ạ. Thế là ông đuổi về á? Vâng. Thế là lúc mà sang đây thì có đem cả con sang không? Có ạ. Có à? Vâng. Lực xin được kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực chia sẻ cái hoàn cảnh của ba ông cháu lên ấy, thì cũng có rất là nhiều cô bác, anh chị là thương yêu và dành tình cảm với cho ba ông cháu. Thì hiện tại là ba ông cháu có một cái ngôi nhà khang trang và đẹp đẽ để ở rồi, và trong đó thì cũng có rất là nhiều những cái phần quà mà các quý vị khán giả Mạnh Thường Quân gửi tặng cho lại ba ông cháu. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên, thứ nhất là lên thăm hoàn cảnh của ba ông cháu, và thứ hai thì cháu Lực muốn ghi hình lại cũng rất là nhiều các bác khán giả trên kênh thì cũng lâu lâu thì mong muốn là cháu Lực lên trên nhà của ba ông cháu chia sẻ một cái thước phim về cái cuộc sống hàng ngày khi mà được các bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ một ngôi nhà trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Thì gần đây nhất đấy cô bác, thì được bác bà An Phạm là gửi tặng cho em Sử những cái đồ mà những cái máy móc để em Sử là làm nương làm ruộng đấy cô bác. Cho nên là cháu Lực lên xem là em Sử là cách sử dụng em như thế nào, và liệu là máy móc của em có bị trục trặc không cô bác. Và thời gian vừa rồi thì cũng có được một phần quà là của bác Huỳnh Thị Gia Minh gửi tặng tới cho ba ông cháu một cái đàn lợn nữa. Và hiện tại thì là cháu Lực chưa mua được lợn của bác ạ, cho nên là cháu Lực chưa vào chưa thể mà ghi hình được. Thì trong cái khoảng thời gian vài hôm nữa thì cháu Lực sẽ đi bắt lợn và cháu Lực sẽ ghi hình được. Thật sự ra để mà nói thì cô bác ạ, lợn giống thì khi mà mình không mua đấy thì nó có rất là nhiều, nhưng mà đến lúc mình đi mua thì tìm con nào con đấy cũng cảm thấy là nó không có được ưng ý ấy. Cho nên là cháu Lực không có muốn mua, sợ rằng là mua cho các em xong thì có con lợn thì nó không ăn, có con lợn thì nó bị còi, nó không phát triển được đấy. Cũng rất là mong là cô Huỳnh Thị Gia Minh nói riêng và tất cả các bác ở trên kênh nói chung thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Đấy, bây giờ thì xin mời tất cả các bác là cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của ba ông cháu của bác nhá. Đấy, có lẽ là những cái cảnh vật ở xung quanh ở đây thì không có lạ gì với lại các bác khán giả ở trên kênh rồi. Trước kia là ở chỗ này này cô bác này, hiện tại cháu Lực đang đứng này là một cái mảnh đồi, là trồng mảnh đồi mảnh nương của bác, là trồng dông thôi. Đấy, nhưng mà sau một cái thời gian thì cũng đã có một cái ngôi nhà đẹp đẽ ở đây rồi cô bác. Và cháu Lực cũng có, hôm nọ thì cháu Lực cũng có chia sẻ thước phim một cái thước phim với cô bác. Thì cháu Lực cũng có nói rằng là ở trên bản của em Sử ấy, thì là hầu như là không có ai làm nhà bằng bê tông bằng sắt cả. Cháu Lực cũng đọc được một số bình luận ở trên kênh nói rằng là nhà mà không làm bằng sắt bằng gạch thì làm bằng gì đấy. Nhưng mà thật sự ra bác lại không có hiểu về cái con người trên vùng cao cũng như là cuộc sống. Hầu như là đa số bà con vùng cao hiện tại cái khu mà cháu Lực đang ở thì làm hoàn toàn là bằng gỗ này cũng như là bằng phần chỉnh tường thôi. Còn có một số hộ gia đình thì người ta khá giả hơn thì có thể là cất cho mình một cái ngôi nhà mà bằng bằng sắt đấy, nhưng mà trong đó thì cũng phải đánh đổi rất là nhiều những cái mồ hôi công sức thì mới có được đấy. Còn như hoàn cảnh của ba ông cháu đấy thì các bác cháu Lực chia sẻ lên thì được các bác Mạnh Thường Quân là giúp đỡ, cho nên là hiện tại có một cái ngôi nhà khang trang ở phần phía bên ngoài thì được lấp bằng một cái màu sơn. Công sơn này thì giúp cho ngôi nhà là đẹp hơn và chống nắng. Còn những cái cánh cửa sổ thì cũng được làm bằng những cái chất liệu là bằng nhôm đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là cái màu nó sẽ là màu sơn, nó sẽ là màu gỗ ấy. Không biết là các em thì có ở không, kính thì là thật sự ra ở bên ngoài thì không nhìn được vào trong vào đâu các bác ạ, trong này mới nhìn được. Sổ đang mở. À Hải hả? Anh chào Hải nhá. Vâng, em chào anh. Rồi đang đang làm gì đấy? Đang học bài.
Đang học bài à? Vâng. À, thế cửa cửa này có khóa không? Không đâu. Không khóa đâu à? Thấy là bốn mình em Hải là ở nhà thôi. Anh chào Hải nhá. Rồi đấy đang học à? Vâng. À. Chào Hải, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi. Cái hôm đó anh lấy mua lên hai cái mà nhỉ? Vâng. Đây, lấy cho anh ngồi một cái đi. Anh cảm ơn nhá. Hải, cái chỗ này là cái góc học tập của em Hải này qua bang này. Góc học tập thì cũng có một cái bóng đèn để mà em Hải học. Đấy, tuy nhiên thì ban ngày là không còn không cần phải dùng đến. Ở đây cũng có rất là nhiều bút nhỉ. Bút này thì là em mua hay là như nào? Cô giáo phát ạ. Cô giáo phát à? Là nhà trường phát đúng không? Thế còn là những cái này? Cái này là cô giáo phát. Đây cũng là được phát à? Cũng thật sự ra chia sẻ với các bác một chút, hầu như là đa số là các bạn ở trên vùng cao thì là được bên chính quyền hỗ trợ về cái phần mà vở viết này, cặp sách này và thước kẻ comma này. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là cặp thì hỏng rất là nhanh các bác ạ. Thế đây là còn vở mới à? Thế Hải là hôm nay là học học cái gì hôm nay á? Học tập viết à? Vâng. Tập viết để cho chữ nó đẹp hơn à? Vâng. Đấy, nhìn là Hải viết một chút cô bác ạ. Chữ này là chữ gì đây? Luyện viết ạ. Luyện viết à? Vâng. Luyện viết. Cô giáo bảo là ai viết đẹp thì được điểm ạ. Viết đẹp thì được điểm à? Vâng. Thế là cái quyển vở này thì là mình có phải nộp đi không? Có ạ. Nộp đi à? Vâng. Thế là bây giờ nếu mà luyện viết thì là mình viết sẽ viết những cái gì? Viết những bài văn thôi ạ. Viết những bài văn thôi à? Vâng. Thế là ở nhà. Thế hôm nay là anh lên thì không thấy anh Sử với lại ông đi đâu rồi? Anh Sử với lại ông gì đã đi đâu rồi? Anh Sử với ông đi lấy củi rồi ạ. Đi lấy củi à? Vâng. Thế nhưng mà xe của Sử thì là để đâu? Anh không thấy là ở nhà. Để trên nhà hàng xóm kìa. Để trên nhà hàng xóm á? Vâng. Thế là không lấy được xuống đây à? Được, nhưng mà lúc nãy anh Sử vừa đi làm việc về thì vừa để kia thôi ạ. Thế là vừa đi xá về tiện là để trên kia luôn đúng không? Vâng. Thế mình luyện viết như này thì luyện viết độ tầm mấy tiếng? 1 hay là 2 tiếng? Hay là 3 tiếng? 1 tiếng thôi ạ. 1 tiếng à? Vâng. Thế làm xong thì mình đi làm mà việc gì hôm nay ở nhà ấy? Nhà dọn nhà cửa thôi ạ. Dọn nhà cửa thôi à? Vâng. Thế là vừa rồi là luyện viết được tầm bao nhiêu rồi? Bao nhiêu lâu rồi? Hơi lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Vâng. Có viết đi có xé lại không ấy? Luyện viết đấy? Không đâu ạ. Không lâu à? Vâng. Hải thì cũng khá là lâu cho lực chưa có gặp và ghi hình được các bác ạ. Em ấy thì là buổi sáng thì đi học, bây giờ Hải thì học từ thứ hai đến thứ bảy nhỉ, lên cấp 2 đấy. Vâng. Năm nay thì lớp 8 rồi, sang năm sau là lớp 9 rồi cô bác ạ. Rất là nhanh, mấy ngày nào mà mới lên thì học lớp 7 nhỉ. Vâng. Đấy, đến bây giờ thì sắp kết thúc một cái năm học lớp 8 rồi. Trước ở dưới nhà cũ thì không có chỗ học như này đâu nhỉ. Vâng. Nên trên nhà mới thì có chỗ ngồi, có bàn đẹp để mà học. Ban ngày thì cô bác nhé, không có phần phải là dùng đèn học này đâu. Chỗ này thì rất là sáng rồi. Đấy, gần cạnh cửa sổ thì rất là sáng. Ê, lên lớp, lên trường thì có bị bạn nào trêu không? Không đâu ạ. Không bị bạn nào trêu à? Vâng. Thế mà trước kia mà chưa có gặp anh thì có bị bạn nào trêu không? Có ạ. Có ạ. Vâng. Thế bạn thường hay là trêu, Hải là trêu về cái gì? Trêu về, bảo là khi mà anh chưa lên quay thì bảo là nghèo. Là trêu mình nghèo đúng không? Vâng. Trước thì thật sự ra cô bác ạ, khi mà cháu Lực vừa mới lên đang chia sẻ đấy thì cũng hỏi em Hải. Em Hải còn có nói rằng là lên lớp lên trường thì bị rất là nhiều các bạn trêu. Thứ nhất là trêu là không có bố này, bố mẹ này. Và thứ hai là trêu gia đình nghèo nữa. Hải là có thuộc thuộc bài văn à? Vâng. Bây giờ là đang viết văn đúng không? Vâng.
Này là mình vừa nghĩ vừa viết đúng không? Vâng. Đấy, những lúc mà không nói chuyện thì giám đốc em Hải đang biết, giám đốc sẽ không có nói các bác, tại vì nói nhiều quá thì thành ra là em sẽ phân tâm không có biết được gì. Đợi một tí nữa Hải học một lúc rồi cho nên sẽ lại tiếp tục là ghi như sau các bác ạ. Thế à, bài này là bài về thơ Vâng. à? Thế Hải bây giờ có thể đọc cho tất cả các bác ở trên kênh cùng nghe được không? Được ạ. Rồi. Hai bàn tay em, hai bàn tay em như hoa đồng cành, hoa hồng hồng nụ, cánh tròn ngón xoe. Tay em nằm ngủ, hai hoa ngủ cùng, hoa thì bên má, hoa ấp cành lồng. Tay em đánh răng, răng trắng hoa nhài, tay ấp cành lồng. Cái này là một về một cái bài thơ Vâng ạ. à? À nhưng mà đây là vẫn hết chưa đấy, hết chưa, Hết rồi ạ. hết rồi á. Vâng. Đây đây là Hải không có chép từ trong sách ra của bác nhé, là em ấy nhớ bao nhiêu thì em ấy viết ra bao nhiêu. Thế là mình cứ luyện viết như này thì là chữ đẹp thì là nộp cho cô giáo à, Vâng. thế là mình lấy điểm đúng không, Vâng ạ. coi như là điểm là gọi là vở sạch cho chữ đẹp nha. Vâng. Thế anh Sử với lại ông này đi lấy củi thì tầm mấy giờ thì mới về? Chắc tầm 4 giờ hay là 5 giờ mới về ạ. 4 giờ 5 giờ à? Vâng. Thế sáng nay em đi học về thì là có gặp ông không, gặp anh Sử không? Có ạ. Có à? Vâng. À thế là cũng vừa mới đi lấy thôi đúng không? Vâng. Ông với lại Sử thì đi tận đâu lấy củi? Không biết đâu ạ. Chắc là cũng đi vào gọi là xung quanh chỗ rừng của nhà em Sử để mà lấy củi cho cô bác ạ. Đợt nọ thì ông đi vào rừng lấy củi, lấy củi đấy. Mấy hôm là ông chưa có về đấy, nhưng mà đến lúc về thì ông đi bắt ông của bác đi lấy ông mật. Thành ra là ông mới đi mấy hôm như thế. Thế em Hải là hôm nọ là anh nghe thấy là anh Sử nói là bố chồng Quảng mẹ em là mất mất đúng không? Đúng rồi ạ. À, thế là ai nói với em ấy, em biết Nhà hàng xóm kia nói rồi ạ. nhà hàng xóm mới nói à? Vâng. Thế từ lúc mà mất thì là mẹ có thế chứng tỏ là người mẹ của các em của bác này, phải nói là không biết nói như thế nào, nói cũng hơi nói quá một chút của bác này, nhưng mà rất là xúc phạm phản động, rất là mặt dày của bác, rất là mặt dày. Là quay lại ở với lại ba ông cháu, nhưng mà mẹ ra ở thì mẹ ra đây thì nói chuyện thì lúc đấy là em vẫn ở nhà chứ, Em vẫn ở nhà thôi ạ. vẫn ở nhà. Thế là Vâng. em có nghe được cái cuộc nói chuyện của người mẹ với lại ông của em không? Không đâu ạ. Không à? Vâng. Thế lúc đấy thì em đi đâu? Em trong nhà này thì đóng cửa đây rồi ạ. Đóng cửa đây à? Vâng. Nhưng mà mẹ đã vào trong nhà chưa? Chưa đâu. Chưa. Vâng. Thế là lúc mà ông nói với em ấy thì là em mới biết rằng là mẹ là muốn ra đây ở cùng à? Vâng. Trong một thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng nghe tin là người mẹ vô tâm mà đi lấy chồng đúng không bác? Thì không may là chồng của người mẹ là cũng mất rồi, thành ra là muốn quay trở lại là ở với lại ba ông cháu đấy. Tuy nhiên thì là không có được sự đồng ý của người ông, và chắc chắn là hai anh em thì cũng không có mong muốn rồi. Thế nếu mà mẹ ra đây ở cùng thì em có cho ở không?
Không đó. Không cho ở à? Vâng. Ấy nhưng mà đấy là mẹ của em mà, lý do tại sao là em không muốn cho mẹ ở không? Tại vì hôm trước thì em bé thì mẹ em đã bỏ em đi ạ. Trước bé là bỏ đi đúng không? Vâng, bỏ đi lấy chồng khác ạ. Là đấy là không có đem em đi đúng không? Vâng. Hải thì thật sự ra mà nói với các bác ạ, lớn lên là bằng cái gì thì em có biết không? Em không biết rồi. Em lớn lên ấy, thì em lúc mà em còn nhỏ ấy, chưa cai sữa đấy thì em có biết là em lớn bây giờ rồi, có ai kể cho em là ông nuôi em lớn lên bằng cái gì không? Ông bà ấy, Có nuôi em lớn lên là bằng cái gì? bằng đường và sữa thôi ạ. Bằng đường và sữa à? Vâng. Hay một gói đường thì thời xưa thì chắc là khi mà Hải còn bé của bác tầm độ là 10 năm về trước thì em mua thì chắc là cũng rơi vào là tầm 5.000 một gói hay 5.000 một gói, nhưng mà nó cũng là đấy là tiền nó có giá hơn bây giờ rất là nhiều cô bác ạ. Trước mà hồi nhỏ nó được đi mua một cái gói mì tôm ấy, nó chỉ rơi vào tầm độ là 2.000 thôi, bây giờ thì đã lên là 4.000 rồi. Như thời xưa có mì tôm mà diêm diêm em mua mua mới có 500 đồng rồi đấy cô bác, 500 đồng là tiền bé bé. Không biết là thời của các ông các bà thì là có mì tôm đấy không? Thế là về là mẹ là có ra đây lâu không? Có ạ. Ra đây lâu à? Vâng. Thế lúc mà sang thì có cầm theo đồ đạc gì không? Chỉ bé con thôi ạ. Chị bế con à? Vâng. Bế bao nhiêu người ra? Một người thôi ạ. Một người à? Vâng. Thế có vẻ như là chắc là ở bên kia là không có chỗ nào để mà nương tựa đâu cô bác. Con thì còn nhỏ, ra đây thì em xử với em Hải thì bây giờ là lớn lên rồi. Như hai anh em thì nếu mà mẹ là có ra đấy thì không nên đồng ý là cho mẹ ở đây Vâng, nhá. Tại vì sao anh muốn nói với em là không cho ở đây thì em đã biết cái lý do đấy rồi. Đấy, ngôi nhà này là ngôi nhà mà Mạnh Thường Quân xây cho ba ông cháu nhá, chứ không có một chút nào về cái người mẹ vô tâm của em đâu. Đấy, nếu mà như trước mà có mẹ của em ở đấy thì là chắc chắn là ông bà là không có giúp đâu. đúng rồi. Đấy, tại vì là ở đây thì khi mà anh chia sẻ lên thì các ông bà mới biết được rằng là cái hoàn cảnh của em là mẹ thì bỏ đi từ lúc 6 tháng, lúc đấy là chưa kịp cai sữa đâu. Vâng. Đấy, xong đó thì đi lấy chồng mới. Nếu mà như thật sự ra có một chút tình mẹ con nào cô bác thì nên đợi em Hải lớn thêm một chút nữa rồi thì đi, thì lúc đấy cũng không có muộn màng gì cả. Hãy làm như vậy thì khi mà thí dụ như đến trường hợp này này cô bác này, bây giờ thì mặt dày là quay trở lại và muốn nhận con, xong là muốn ở cùng, gọi là mẹ em chỉ là cái người mà mang nặng đẻ đau thôi, Vâng. còn về cái phần chăm sóc thì là không có cả, chỉ có lại ông với lại bà là người mà nuôi nấng, đi bán rau này, đi bán củi này, thậm chí là còn phải đánh đổi chính cái mạng, chính cái sự nguy hiểm Vâng. đến tính mạng là để mà nuôi lớn được cho em Hải là lớn lên. Đấy thì em mong em làm sao mà sau này mà báo đáp cho ông nhé. Vâng. Ông thì năm nay cũng được là tầm được 80 tuổi rồi. Vâng. Đấy, 80 tuổi rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên thì sức khỏe của ông các bác vẫn còn là rất là nhanh nhẹn. Cũng mong sao là cũng cầu mong cho ông là lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và sống thêm độ tầm vài chục năm nữa để cho em Hải với lại em Sử báo đáp. Ở đây thì có thể những cái lời của cháu Lực nói nó sẽ hơi thô một chút các bác, tại vì là cháu Lực là người mà không biết nói những cái lời mà xa xôi vòng vo tam quốc đấy. Nếu như chỉ biết là nói thẳng thôi thì rất là nhiều câu thì các bác nghe thì chắc chắn là sẽ không có lọt tai đâu các bác. Đấy, cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực, tại vì là cháu Lực thì cũng là một cái con người ở trên vùng cao thôi, cho nên là còn rất là nhiều những cái từ vẫn còn ngọng rất là nhiều các bác. Tại vì là cái thời xưa mà cháu Lực đi học đấy, thầy không phải là cháu Lực chê bai các bác nhá, thầy thì đã ngọng rồi, khi mà dạy trò chắc chắn là trò cũng sẽ ngọng theo các bác. Ở đây thì nếu mà như các bác có biết những cái bạn nhỏ trên vùng cao thì các bác cũng đã biết, các bác sẽ biết các bác, chứ không phải là cháu Lực chê bai đâu các bác nhá. Rất là mong các bác là sẽ thông cảm cho Lực vì cái điều này. Thế là
như ông đi lấy củi về thì lấy củi để nhà mới hay nhà cũ? Nhà cũ ạ. Để nhà cũ à? Vâng. Nhà cũ dưới kia thì là vẫn nấu cắm lợn ở dưới đấy chứ nhỉ? Vâng. Bây giờ thì còn có bao nhiêu con ở dưới đấy, lợn đấy? Còn một con thôi ạ. Còn một con à? Vâng. Đấy, còn là về cái sự việc mà mẹ của em quay lại đây ấy, thì là đến hôm nay thì anh lên thì mới biết. Vâng. Đấy, anh lên thì mới biết, cứ không có gặp mặt là em gặp mặt ông với lại anh Sử để mà hỏi thêm, thì tối nay về thì anh sẽ điện cho anh Sử và nói thêm. Thế như máy cày của Sử thì để đâu, máy cày của bao cháu thì để đâu? Dưới này hả? Để dưới này à? Vâng. À là có đem đi cày không? Có Có ạ. hoa. Vâng. Thế hôm nọ là anh Sử cày ở đâu? Cây dưới kia thôi Cày dưới ạ. kia. Vâng. Thế thì bây giờ em học xong chưa? Xong rồi ạ. Xong rồi. Vâng. Xong rồi thì bây giờ thì dọn nhà. Vâng. Thế dọn nhà xong thì đưa anh đi xem một chút nhá. Vâng. Cất ở đây tối lại tiếp tục học tiếp à? Vâng. Ui, ở phần bên ngoài này thì anh thấy là có những cái lưới cày này, lưới cày thì đừng có để sát ra tường nhá, ở anh Sử nhá. Tại vì là các em thì đã có quen thuộc về cái cuộc sống mà để đâu ở đấy rồi. Em à, để ra ra bên này này, đấy, để ra bên này cũng được này. Đấy, nhưng mà đừng để sát vào tường quá là được nhá. Vâng. Đấy. Để ra đây thì tại vì là cái phần trên này nó cao, nó ra rồi nó thì nó mưa nó sẽ không có vào. Đấy, đây là những cái dép này này. Dép thì quét xong là để gọn lại một chỗ. Đấy, cả giày nữa này, đây này. Giày này thì là nếu mà đeo được mấy hôm rồi, đeo được nhiều hôm thì là đem đi giặt rồi nhá. Giày này thì rất là chắc chắn, rất là đẹp. Đôi giày này tôi nhớ không nhầm là được là hai chị là Nguyệt Thúy là gửi tới cho em Hải. Đấy, cái này thì để nó gọn vào. Hãy bảo anh Sửa lần sau là nhà cửa là phải gọn gàng một chút nhá. Em thì là đi học thì buổi tối về là chịu khó là dọn nhà cửa đi nhá. Đấy, chứ không là lần nào anh cũng lên thấy là thấy bừa bộn như này là khi mà anh ghi hình ấy, thì là các bác ông bà là không có thích đâu ấy nhá. Hay sân thì quét gọn gàng rồi. Máy cày của Sử thì để dưới kia à? Đâu có ở đây đâu. Chắc là dưới kia rồi. Đây, những cái lưới phay này đừng có để lên trên lên đây này. Để gọn ra đây một chỗ, chỗ này là tại vì là anh cũng đã làm ở đây nó cao ra rồi nữa. Đây, nếu như mà được phần trợ duyên của các bác khán giả trên kênh hỗ trợ cho hai ông cháu làm cái phần mái hiên này thì khá là tuyệt vời các bác. Chắc nếu mà làm mái hiên như này thì làm sẽ ra hẳn trong cột, ở trong cột ở tận chỗ này này, xong rồi làm mái nó đuôi ra dưới đây một chút, đuôi ra dưới đây một chút cho chảy đi xuống cái kia. Chỗ này làm thì bây giờ là cái phần kinh phí làm thì chắc là cũng vậy, ít nhất là độ tầm là 20 triệu đến không nhỉ? Thế là cũng chưa biết tính, nhưng mà ở đây thì nếu mà làm bằng pro thì nó rẻ hơn, còn làm bằng sắt thì nó sẽ đắt hơn. Tuy nhiên làm bằng cây thì là nó sẽ rẻ hơn các bác, nhưng mà tuy nhiên thì hiện tại là nhà bao cháu chỉ còn những cái cây gỗ, toàn là cái cây gỗ tre này thôi, thì để mà cái tỷ lệ chắc thì nó sẽ không có được lâu. Trước nhưng mà cho lực đặt bộ bàn ghế này thì bây giờ chỉ nhắc lại thôi các bác nhá, thì cũng có rất là nhiều những cái bình luận của các bác ấy. Thật sự ra khi mà để mà bàn ghế mà nếu mà ra bên này này các bác này, để một cái bộ 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 đơn này thì ra bên kia, xong rồi để cái dài này sang bên này thì lại xem tivi lại khó quá, xem tivi lại khó quá. Thì vì là bà Vương Kim Thanh là mong muốn là cái tivi mà bà mua cho thì là để góc bên này, thành ra là chọn được mấy để cái bộ bàn ghế như này các bác. Hôm lúc đầu thì để như này, để cái bộ đơn ra bên này các bác, thì rất là nhiều khán giả nói rằng là làm như thế thì ngôi nhà nó sẽ không có được đẹp. Nhưng cái miếng này thì là lúc nào mà nó bẩn bẩn thì lại phải giặt đi nhá. Miếng này là miếng để mà lau chân là đi vào buồng, đi vào nhà.
Nào ra đây để anh quét cho một tí. Có lâu qua nữa không đấy? Em mà đi dọn ở bên ngoài kìa. Anh dắt qua đi. Đây là chắc là hôm qua cũng vừa mới lau rồi đúng không? Nhìn thấy là rất là bóng bẩy đấy. Này, Hải ơi, dọn cái bạt này trước lên này. Bạt này, gấp nó gọn vào. Đấy, trước cửa nhà là không nên để nó như thế đâu. Thì nó sẽ, để như thế thì nó sẽ mất là đẹp cái ngôi nhà của mình đi ấy. Ngôi nhà của mình thì quá là đẹp rồi. Cái cửa này thì nó cũng có chốt ở phần phía bên này với lại phần đế chân của nó nữa. Và những cái đồ này, đồ cưa này thì là nên để ở dưới nhà dưới nhá. Nó là một, cho là nhà dưới là một cái kho đi. Và những cái đinh, đinh vản lề đây này. Đấy, cái này thì để nhà dưới cho nó thành một cái kho. Hải nhìn thấy dọn xong là tí nhìn thấy cái ngôi nhà nó khác hẳn đâu. Hải có nghe câu là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm không? Rồi à, rồi thì là mình phải làm như thế nào thì nó mới mát nhà được nhá. Đấy, bạt này thì gấp xong là để lên trên cái nóc nóc mái mái chuồng gà đây này. Hiện tại thì là gà chắc là cũng đi vào trong rừng hết rồi. Cái gà thì chắc là chưa đẻ cho nên là tận dụng lại vẫn lại để những cái đồ mà mình gấp gọn vào trên đấy. Đấy, gấp gọn nó vào trên đấy. Và những cái thanh củi này thì khi nào mà để ra góc nào đấy, để ra cái góc nào đấy gọn gọn vào. Đấy, dọn xong rồi nhìn thấy cái ngôi nhà là cái phần mái hiên trước nó phải là như thế chứ. Cái chổi này thì là để quét ở trong nhà nhá, còn cái chổi Hải đang cầm cái này là để quét ở ngoài nhá. Trong nhà vệ sinh có một cái đúng không? Cái dép thì khi mà đi vào nhà ấy thì là mình xếp gọn như này đấy nhá. Đấy. Lần sau anh lên thì anh sẽ mua cho cái chổi mà cái chổi chổi tre lên là quét nó sẽ được nhanh hơn. Đấy, cái chổi này thì là quét nó sẽ hơi chậm thôi, chổi này. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc,
những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đây, ở cái phần sân này thì là chắc là một ngày đã phải quét 2-3 lần đấy nhờ. Đấy, vì rằng là nó có lá cây đấy cô bác này. Bây giờ thì quét xong chưa? Đấy, nhìn dọn xong thì nó thấy rộng rãi hơn không? Đấy, những cái đồ đạc mà như cái máy cày này thì là để chỗ này này, thì là cái phần máy hiên này. Nhưng mà cũng đừng để sát tường quá nhá. Thế là đưa đi, anh đưa anh đi xem máy cày của Sử một tí nào nhỉ. Ôi, ngan này có phải ngan của nhà Hải không? Không phải đâu à. Đấy, ở phần phía bên này thì cũng có cái mương này thì cũng có khá là nhiều rác nhá. Tí về là dùng cái cuốc cạo đi. Có rác thì là phải cạo liên tục vào. Cây này như kiểu là cây ngải cứu nhỉ. Hàn chắc là không biết ngải cứu đâu. Cây này như kiểu cây ngải cứu để mà hầm mà thuốc bắc. Phải gà cái gà của Hải không? Phải đâu à? Thế là hôm nọ là anh Sử cày em có đi cùng không? Đi cùng à? Em đi cùng thì đi làm đi làm gì? Đi làm những công việc gì ấy? Đi vác cái kia hả? À, vác ra cái lưỡi cày đấy bừa đúng không? Vâng. Ừ. Sáng nay anh Sử cày đâu? Không biết sáng nay anh Sử cày đâu à? À, nhưng mà đi xuống cái kia xem cái chỗ mà mấy cái thửa anh Sử cày dưới kia xem. Ôi kia mấy thanh niên kia đang lấy cái gì ấy, bắt cá hay sao nhở? Có cá không? Đi xem là có cá không? Thế là ruộng nhà Hải là có cá trạch à? À rồi, thế là chắc là Sử vừa mới bừa xong thôi bác là có. À kia, mấy thanh niên kia là đang bắt cá này, đi xem nào. À, sao phải sắn quần lên nhỉ? Có không? Có được con nào không hả Sơn? Chưa được con nào à? Sao nhìn thấy chú lại chạy ấy? Bây giờ thì lại chuẩn bị đến cái mùa mà có nước nhiều này các bác này, khắp nơi toàn là nước sạch thôi. Không được con nào à? Có được con nào đâu? Lấy nước ra hết. Nước ra hết à? Thế lấy đi. Làm đi. À, thế là hôm qua là Sử là cày đây à? À. Hôm qua là Sử là dùng máy cày để mà bừa những dưới này này các bác này. Không biết là hôm nay là Sử là dùng máy cày để mà để đâu rồi, hay là Sử vẫn đang đi cày ruộng ấy nhở? Chỗ này là có cá à Hải? Cá trạch à? À, thế là hôm qua Sử là Sử bừa đây này các bác này. Đấy, Sử dùng cái máy cày để mà bừa. Nay lên thì không thấy là mấy cây em để đâu rồi, chắc là em mới để trong nhà. Trong nhà cũ đấy không á. Xem là mấy thanh niên này nào lấy được cá không. Không biết là dưới xuôi các bác gọi là cá trạch hay là gọi bằng lươn. Lươn thì nó là dài hơn, thế còn cá trạch thì ở trên cháu Lực thì nó ngắn mức thế này thôi các bác. Đây kìa, ở đằng sau kìa. Đằng sau kìa có một con này. Thấy chưa? Đằng sau này này.
chú vừa nhìn thấy này này. Chú này này, chú này này, đấy, xem này. Chú vừa nhìn thấy nó bò đấy. Đấy, thấy không? Đấy. Cá này nó vẫn nó chuồn ở trong bùn rất là nhanh của bác ạ, cá này đấy. Đấy, đấy. Đấy. Để vào đâu? Con bé tí mà. Đâu để vận. Thế nào? Đây, chú bắt rồi, ra đây, lấy câu vào đây. Câu vào đây. Đây. Đây, cá bé tí cho chú mượn xem nào. Cá bé tí được không bác này, cá này rất là trơn đấy. Đây, chú giả này. Thế là mấy cái thửa này là có à Hải? À. Cá này bắt để ăn đây để làm gì đấy Hà Sân? Bắt để ăn à? Được một con thì làm sao mà đủ ăn được? À, mang đi nuôi à? À. Nhưng mà ở dưới kia anh thấy có một thửa ruộng dưới kia thì có nhiều hơn này. À. Thế không đi dưới kia bắt à? Cái loại cá này thì là cứ tắt nước nó hết đi xong là cứ dùng chân nó khuấy xong là tí nó không mòi mòi lên cô bác ạ. Ô chỗ này nhiều đấy nhở. Đấy vừa bắt được một tí là thấy là được 3 con rồi cô bác. Con này thì là to hơn này. Ôi nó đang có trứng nhiều đây này. Có trứng nhiều này phải nuôi chứ. Đây chú cho này. Đây. Đấy, cẩn thận nhá, sổng nhá. Thế là Hải có bao giờ đây ra đây để bắt cá không? Có à? Thôi cho mấy thanh niên này bắt cá đây nhỉ. Anh em mình đi về đi. Đi đường kia xem là máy cày của Sử có để ở kia không. Máy cày của Sử thì có bị làm sao không? Không bị làm sao đúng không? À. Đấy, nếu mà bị làm sao thì chắc là Sử cũng điện cho cháu Lực rồi cô bác ạ. Đấy, mặc dù là máy cày mới của bác, cho nên là tuy nhiên là nó vẫn phải hỏi, đôi lúc thì nó sẽ có một cái sự cố về cái về nhà sản xuất người ta làm ấy. Được chân đây. Đấy dặn là Hải nhá, là mẹ lên là dù có cho cái gì thì đừng có nhận nhá. Đấy, bây giờ thì có thể là xử cất mấy cày đây mất nhỉ. À không, trong này thì vẫn còn. Ui, ai lại do lợn về nhiều đấy nhở? Hải à? Hay là Sứ? Em à? Cái này là cũng cho lợn à? Đấy là rau ăn. Rau để ăn à? À cái này là tầm bóp này cô bác. Ăn nó sẽ hơi đắng đắng một chút. Ở nhà, dưới nhà cũ này thì là bây giờ chỉ để làm kho thôi cô bác. Hôm nay thì cháu Lực lên. Ôi, thấy trứng này, trứng gà này. Ui, con này chắc phải độ tầm là trong độ tầm là 20 quả đấy, đùa đâu. Đấy, sau khi mà đàn này mà ốp là lại có thêm rất là nhiều con gà nhờ. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lên đấy các bác. Thì có một cái sự rất là phẫn nộ xảy ra là mẹ của các em là đòi quay trở lại ở với lại hàng người mẹ. Nhưng mà chắc chắn cái sự việc ở lại với lại các em chắc chắn là cái sự việc này thì cháu Lực sẽ đi vào cuộc và ngăn cản để không cho người mẹ có cơ hội là ra ở với lại bao cháu. Đấy, tuy nhiên đó thì sẽ có thêm rất là nhiều những câu chuyện mà nó sẽ xảy ra nữa, còn chưa có biết là nó sẽ đi về đâu, tại vì là người mẹ của các em thì rất là ngang các bác ạ, rất là bảo thủ, nói thì không có như kiểu sợ sệt một chút nào cả các bác ạ.
Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở thứ 6 tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.